công. Kim Scott ở đằng sau rất nhanh và bóng lại trở về với Đà Nẵng Dragons. Tốc độ đang được ở đây rất cao và đây là Marco Soy. Chuyển cản của Marco Soy. Cản công nhanh cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragons. Kim Scott. Kim Scott chỉ còn 6 giây. Liệu có ghi điểm không? Có điểm, chính xác cũng rất cao. Kim Scott đột phá và Mark Bell đã không can thiệp phòng ngự ở tình huống này. Bởi vì anh đã hai lỗi cá nhân rồi. Rất khó để bạn. Kim Scott dứt điểm rất dễ dàng khi hầu như không có là 4 điểm. Và chúng ta sẽ cùng xem Đà Nẵng Dragons có rút ngắn được hay không. Với 6 giây, Kim Scott rất dễ dàng dứt điểm. Một cú block đầu tiên của Mark Bell trong trận đấu hôm nay. Cú block đó khiến Quang Anh trở lại. Kim Scott cú ném 3 điểm tốt của Mai Bèo. Lần này thì đã không có ai theo kèm cho đội bóng Hà Nội Buffalo. Chris Carter lại là một cú block tới từ Mark Bèo. Nhưng lần này thì Kim Scott đã chờ sẵn để có rebound tấn công. Tất nhiên ngoại binh bên phía Hà Nội Buffalo đã thực hiện 3 pha 3 điểm nhưng đều không thành công. Một tình huống and one cực kỳ đẳng cấp và bất ngờ của Kim Scott. Khoảng thời gian nửa sau trận đấu từ tỷ lệ 50% và bây giờ thì tỷ lệ ném 3 điểm của Hà Nội Buffalo là rất tệ, 26%. Chris Scott vượt qua được Moody và bây giờ Carter có điểm. Dương bị block bởi Chris Carter. Phản công nhanh, Kim Scott tấn công vào vị trí của tiến công người đã dính 4 lỗi cá nhân. Đà Nẵng Dragons vươn lên dẫn trước 91-90.